Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 013 Bài toán này là bài toán thầy nghi ngờ liên quan đến phần đồ thị điện phân mà có thể xuất hiện trong đề thi năm 2020 này Vì thế thầy làm cái video này để các bạn có thể tham khảo Video này thầy dành tặng cho các bạn sinh năm 2002 à, Lý do vì sao thầy làm cái video này là bởi vì thường với đồ thị này Thì các em thường là gặp cái trường hợp cái trục tung này của thầy là thẻ tích khí Chứ rất ít khi gặp các trường hợp mà khối lượng dung dịch giảm. Vì thế mà thầy làm video này để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có cách xử lý có thể là tham khảo nó. Việc đầu tiên là phần xác định. Xác định đầu tiên thầy có như sau. Thứ nhất, đây là đoạn dành cho phương trình số 1, đoạn dành cho phương trình số 1. Đây thầy có phương trình 1 đây. Đây đoạn là những phương trình số 2. Và đây đoạn là những phương trình số 3. Vậy phương trình 1 2 3 này nó như thế nào? thì thầy có như sau Thứ nhất Khi điện phân thì có xảy ra phương trình thứ nhất Đó là phương trình CuSO4 Điện phân với NaCl Để tạo ra được Cu thoát ra Khi clo thoát ra Và Na2SO4 được mô tả Bằng cái đoạn số 1 Tiếp tục Điều băn khoăn nhất là các em không biết rằng trong hai cái này cái nào dư NaCl dư hay là cos 4 dư để điện phân tiếp thì thầy trả lời luôn bài này người ta cho sẵn rồi đó là người ta cho các em số mol này đó, 2x thì nhỏ hơn y đó, điều đó chứng tỏ rằng của thầy ở đây là NaCl phải dư ví dụ đây là xì đây là 2x thì NaCl phải dư vậy NaCl điện phân tiếp tạo ra khí hydro khí clo và tạo ra kiềm là NaOH như vậy thầy đã chứng minh xong là có phương trình 2 chứ không phải có phương trình 2 phẩy là Cu 4 dư điện phân nhá. Đó, điều khó nhất của bài toán là các em phải chứng minh xem cái nào điện phân. Tiếp theo thì ở đây thầy có rõ ràng ở đây thầy chứng minh được là NaCl dư điện phân tiếp theo rồi. Do đó không phải băn khoăn nữa. Vì thế cái phương trình này loại. Đó. Phương trình số 3 là phương trình tiếp theo điện phân nước được mô tả bằng đoạn số 3. Cũng không có gì khó khăn cả, các em xử lý được ngon lành thôi. Đó. Như vậy sau khi chúng ta có phương trình rồi, chúng ta định hình được từng đoạn ứng với trên đồ thị có những phương trình nào thì bây giờ chúng ta xử lý nó thôi. Cái dung dịch sau phản ứng của thầy có chứa NaOH có chứa Na2SO4. Khi hòa tan nhôm thì các bạn quả nhôm phản ứng với NaOH tạo ra NaAlO2 và khí hydro. Hydro có số mol bon sẵn là 0, các bạn chia ra là 0,15 mol 0,15 mol Đó Thì kết quả các em bảo toàn E Các em suy ra nhôm của thầy Bằng 0,1 Từ đó suy ra muối lại của thầy bảo toàn nhôm là 0,1 Mà người ta nói rằng là hai chất tan có nồng độ bằng nhau Thì suy ra chất tan thứ hai của thầy Chính là na 2 so 4 Số mol cũng phải bằng 0,1 mol Đó Như vậy kết quả dựa vào cái đề hai cái thông tin này thì thầy sẽ tìm ra được số mol của từng cái ban đầu. CuSO4 bảo toàn lưu huỳnh 0,1. NaCl ban đầu bảo toàn natri là 0,3. Đó. Như vậy, bây giờ chúng ta chỉ việc tìm xem ở tại vị trí A này của thầy này, A này của thầy này thì khi đó nó xảy ra mấy phương trình thì kết quả thầy có như sau. Tại thời gian t bằng a dây thì kết quả thầy có cực âm của thầy gồm có đồng sinh ra và hiđro thoát ra cực dương của thầy gồm có clo và oxy Đó. đồng biết rồi là 0,1 mol clo biết rồi là 0,15 mol chỉ còn hiđro và oxy chưa biết vậy phải tìm nốt hiđro và oxy là xong vậy đặt đây là x mol đây là y mol thầy lập hai phương trình là xong phương trình thứ nhất là phương trình bảo toàn e thầy có tổng e cho bằng tổng E nhận. Vậy kết quả thầy có 0,1 x 2 là của đồng. Cộng với 2 xì phải bằng 0,15 x 2 là của clo Cộng với 4 y là của oxy. Đây là phương trình số 1. Phương trình số 2 là phương trình khối lượng giảm. Các em để ý hộ thầy đây nó giảm đây này. Thầy thay cái bút để cho các em nhìn rõ hơn. Thay màu bút đây. Các em thấy nó giảm này. Đó. Và cái giảm này của thầy là bắt đầu từ đoạn phương trình 1. Phương trình 2 đến phương trình số 3 này. Đó. Thì khi đó là thầy sẽ có như sau Thầy có là khối lượng giảm là 18,95 Vậy phương trình là 18,95 Sẽ bằng đồng thoát ra là 64 x 0,1 Hydro thoát ra là 2x Cờ thoát ra là 0,15 x 71 Oxy thoát ra là 32y Đây là phương trình số 2 Dễ dàng tìm ra được x và y dựa vào hai phương trình này Các em tìm được x bằng các em giải phương trình ra x bằng và y bằng Thì ở đây thầy tìm ra được x thì bằng 0, 10... x bằng 0,15 y bằng 0,05 x bằng 0,15 y bằng 0,05 Đó Thầy viết lại 0,15 lên trên này cho nó rõ nhé Đó x bằng 0,15 này Thế sau khi tìm được x rồi Thì mọi việc tốt đẹp hết rồi x y tốt đẹp hết rồi Các thì việc tính thời gian A bằng áp dụng công thức là yt bằng 96.500 Nhân với NE mà thôi. Và NE các em tính được luôn. Y các em biết rồi là 2,68A. NE của thầy ở đây các em tính ra bằng là 0,1. NE sẽ bằng 0,1 của đồng nhân với 2. Cộng với 2X là của hydro và thay số vào bằng 0,5. Thay X bằng 0,15 vào. Vậy thay NE bằng 0,5 vào đây thì các em tìm được T sẽ bằng. Bấm máy tính ra kết quả bằng sẽ có 18 1800 18003 Đó, dây Sấp xỉ Vậy gần nhất của thầy phải là đáp án A Đó, 1000 Các bạn sẽ có là bao nhiêu? 1800 Như vậy, đáp án là A là ok rồi Qua bài này thì thầy giới thiệu Để các em hình dung ra cách giải quyết bài toán này Bài toán này khó nhất là làm sao Để các em chứng minh xem Nó xảy ra phương trình 2 hay là phương trình 2 phẩy. Đó, thì ở đây người ta cho sẵn các em đây này, 2 hoặc là 2 phẩy đây. 2 phẩy đây. Thì các em đã có số liệu x 2x nhỏ hơn y để các em chứng minh được rồi. Do đó không phải băn khoăn nữa. Đó, các em chỉ việc làm rất bình thường như thế này thôi là các em có kết quả. Ok. chúc uh, 2002 may mắn.